Một lối đi tồn tại hàng chục năm bỗng nhiên bị rào chắn lại. Người dân giờ đây không còn đường để đi xuống biển, khiến cho việc mưu sinh và công ăn việc làm bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa kể đến việc còn gây ra hình ảnh phản cảm trong mắt của nhiều du khách. Câu chuyện mà chúng tôi đề cập xảy ra tại khu vực bãi biển Ông Lan thuộc ấp Ông Lan, xã Cửu Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trên bản đồ, lối đi được thể hiện chạy dài từ đường chính xuống bãi biển Ông Lan, một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc. Hơn một năm trước, công ty cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc bất ngờ rào chắn con đường này lại để xây dựng khu du lịch sinh thái. Lối đi công cộng bao đời nay bỗng dưng bị bịt kín, khiến người dân vô cùng bức xúc. Dân ở Ông Lan này sống về con đường này. Nếu không có con đường này, dân ở đây phải đầu thú về dưới Dương Đông. Bởi vì hồi đó Ngụy á, nó cắt đứt con đường về Dương Đông. Cho nên dân á, người ta phải trụ ở đây để sống với cách mạng. Thì phải vào con đường này để về cửa cạn, để lấy cơm, lấy gạo về để sống. Đó, sống tới giờ đây. Mà giờ ngày nay không có con đường này đi, rất là đau khổ dân đây. Nhất là con đường từ hồi xưa tới giờ là coi như hàng trăm năm nay rồi, chứ không phải nó mới đây. Nhưng mà nó vào nó không cho đi. Mà dân đi đó nó đòi đánh người ta nữa. Cách đây vài ngày, quản lý khách sạn Ông Lan Village do bức xúc việc công ty cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc khóa cổng rào khiến nhân viên và du khách không thể ra ngoài, nên đã dùng búa để đập ổ khóa. Hậu quả là người đàn ông này bị một nhóm hơn 10 người hành hung đến mức phải nhập viện cấp cứu. Nhào ra quấn mình tới tấp, không biết gì hết, mình cũng không biết là vì sao mình bị đánh. Mình nằm xuống bất tỉnh nhân sự, thì cái cổng đó nó xây bít luôn cả cái cổng của khách sạn. Khách đi ra ngoài không được, nhân viên đi vô làm không được, khách đi ra ngoài, đi về ra ngoài, đi về nước cũng không được. Thì lúc đó tôi mới nóng lòng, tôi mới lấy cái búa ra đập cái ổ khóa để cho khách nó ra đi. Mặc dù bị uy hiếp hành hung, nhưng nỗi bức xúc của người dân thì vẫn còn đó. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi con đường xuống biển bị bịt kín thì đồng nghĩa với việc kế mưu sinh và công ăn việc làm của hàng trăm người dân sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Những người dân ở đây là đi chài lưới, đi đánh bắt hải sản thì là giờ không đi được đường này nữa. Còn một số cái doanh nghiệp mà trước đây mà mở các cái resort khách sạn ở cái vùng này thì cũng giờ khóc giờ cười. Bây giờ lao đao coi như không có khách, khách khứa là coi như là bỏ đi hết. Bởi vì không có biển, không có ra biển được, cho nên là nó nguy hại vô cùng. Theo tìm hiểu, tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, lúc bấy giờ là ông Đinh Khoa Toàn, đã đề nghị công ty cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc giữ nguyên tuyến đường xuống biển, không rào chắn lại để người dân địa phương và du khách đi lại tham quan tắm biển. Thế nhưng đến nay, công ty vẫn tiếp tục rào chắn đường, mặc cho người dân phản ứng quyết liệt. Xã huyện cũng có đến và hứa là sẽ mở con đường, nhưng mà từ năm 2018 đến nay thì con đường này vào lại bây giờ là cấm không cho đi luôn. Trao đổi với phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cho biết đã nắm vụ việc và đang chỉ đạo giải quyết. Còn công ty cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc cho rằng theo tính pháp lý của dự án thì việc rào chắn trên đất của công ty là điều bình thường. Giúp đỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào Phú Quốc là một điều đáng được hoan nghênh. Tuy nhiên, đây là con đường của người dân đi lại bao năm qua, không lấy bất cứ lý do gì để rào chắn lại. Vì thế, rất cần sự vào cuộc của chính quyền nhằm bảo đảm lợi ích của người dân.